được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Luật sư tư vấn trên kênh Luật Việt Nam. Để được giải đáp pháp luật một cách nhanh nhất, mời các bạn truy cập vào website luatvietnam.vn, sau đó nhấn tạo câu hỏi để gửi câu hỏi trực tiếp cho chúng tôi. Còn trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giải đáp một số thắc mắc cho bạn về vấn đề bồi thường đất, bởi không phải ai cũng nắm được những quy định về vấn đề này, trong khi việc giải phóng mặt bằng và bồi thường đất để xây dựng các dự án thì ở tỉnh thành nào cũng có. Và tham gia với chúng ta trong video ngày hôm nay có sự tư vấn của luật sư Lê Ngọc Khánh đến từ công ty luật trách nhiệm hữu hạn TGS. Chào quý vị và các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi là luật sư Lê Ngọc Khánh đến từ công ty luật công ty trách nhiệm hữu hạn TGS, đoàn luật sư Hà Nội. Vấn đề đầu tiên chúng tôi muốn luật sư chia sẻ đó là khi nhà nước thu hồi đất thì nhà cửa, hoa màu trên đất có được bồi thường không? Nếu có thì được bồi thường bao nhiêu? Vâng, xin cảm ơn bạn đã có câu hỏi. Về cái câu hỏi của bạn, tôi xin tư vấn như sau. Quan điểm của nhà nước ta và pháp luật Việt Nam về vấn đề bồi thường nhà, công trình gắn liền với đất thì quan điểm chung là đều có bồi thường theo quy định của luật đất đai năm 2013 và nghị định 47 CP năm 2014 của chính phủ quy định về một số vấn đề về bồi thường đối với lại đất đai theo quy định của luật, thì tất cả những cái trường hợp mà đất rồi các công trình gắn liền với đất và thậm chí theo như dân gian thì gọi là hoa màu nhưng mà trong luật người ta gọi là cây trồng và vật nuôi thì đều được là bồi thường theo quy định của luật. Chẳng hạn, ví dụ nhà ở công trình vật nuôi cây trồng nếu không vi phạm vào các quy định cấm của trong cái luật đất đai thì đều được hỗ trợ bồi thường theo quy định của luật. Tất nhiên cái quy định mà bồi thường ấy thì bạn phải hiểu rằng là theo quy định của nhà nước, mà nhà nước quy định là có cái khung giá đất chung, sau đó quy định cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lại có được phép là đề ra một cái giá đất cao hơn cái khung giá đất của nhà nước quy định. Tuy nhiên nó không vượt quá được 30% của cái khung giá đất nhà nước. Đấy là những cái quy định chung. Đấy. Kể cả những cái trường hợp ở trong luật người ta quy định rất rõ, những trường hợp không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất nông nghiệp. Chẳng hạn như là trước ngày mùng 1 tháng 7 2004 mà không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà dân gian chúng ta hay gọi là sổ đỏ, hoặc là không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cũng được bồi thường trong cái hạn mức của đất nông nghiệp quy định. Hoặc là trong những trường hợp mà không được bồi thường, không đủ điều kiện bồi thường và người dân không có chỗ ở, không có cái điều kiện để có thể làm nhà, không, tức là không có chỗ ở nữa, thì nhà nước cũng vẫn có thể tạo điều kiện để hỗ trợ cho người dân có cái chỗ ở. Đó là một cái chính sách rất là nhân đạo của chính phủ và nhà nước đang và pháp luật Việt Nam. Vậy trường hợp khi thu hồi đất mà nhà, công trình xây dựng khác chỉ bị phá dỡ một phần thì việc bồi thường được thực hiện như thế nào? Vâng, xin cảm ơn bạn. Về câu hỏi của bạn thì tôi xin tư vấn như sau. Khi nhà nước thu hồi đất mà chỉ có thua một phần hoặc là phá dỡ một phần của nhà ở hoặc là công trình khác gắn liền với đất thì nó sẽ có hai cái trường hợp xảy ra như sau. Thứ nhất là khi nhà nước thu hồi phá dỡ một phần hoặc là cái công trình gắn liền với đất mà cái phần còn lại không thể sử dụng được nữa. Có nghĩa là nếu thu hồi mà phần còn lại không thể làm được cái gì nữa, không ở được hoặc không sử dụng được thì nhà nước sẽ bồi thường toàn bộ cái phần mà phá dỡ và cả cái nhà và cái công trình gắn liền với đất đó. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai, cái trường hợp thứ hai là khi mà nhà nước thu hồi hoặc phá dỡ một phần của nhà ở hoặc là cái công trình gắn liền với đất đó nhưng cái phần còn lại vẫn còn sử dụng được. Đấy, các bạn hiểu là vẫn còn sử dụng được thì nhà nước chỉ
bồi thường cái phần đã phá dỡ và thu hồi. Còn cái phần còn lại thì sẽ trả cho cái chi phí để hoàn thiện, để tu bổ, hoàn thiện cái phần còn lại theo đúng cái tiêu chuẩn kỹ thuật mà cái bộ chuyên ngành quy định theo cái luật đất đai. Đấy. Có những trường hợp thì nhà dân người ta lại không đủ cái, người ta làm không, hoặc là công trình của nhà người ta là không đủ cái tiêu chuẩn kỹ thuật do cái bộ chuyên ngành, thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tùy theo điều kiện của địa phương mình để có cái hỗ trợ và bồi thường cho nó thích hợp theo quy định. Đấy. Về cái vật nuôi cây trồng thì luật đất đai cũng quy định rất rõ. Đấy. Thì trong luật thì nói rất là cụ thể, nhưng tôi chỉ nói tóm tắt một số vấn đề này. Ví dụ chẳng hạn như là cây trồng, mà cây trồng lâu năm, đấy, đến khi mà thu hồi phá dỡ thì nhà nước có quy định rõ là trong 3 năm liền kề đấy thì sẽ lấy tính cái giá trị hiệu quả của cái cây trồng đó, giá trị đấy, để tính trung bình để bồi thường người dân. Thế còn nếu như cây trồng mà vẫn còn tiếp tục sử dụng được thì nhà nước sẽ chi phí cho cái vận chuyển và cái mà để tiếp tục để sản xuất và có thể thu hồi vốn lại, cái mà phải di chuyển để thu hồi đến, để di chuyển đến cái nơi mới để trồng cấy. Vật nuôi cũng vậy. Để cái, tóm lại là cái quy định của pháp luật là luôn tạo điều kiện để cho người dân có thể không bị mất mát và đền bù lại một cách tương đối là cơ bản những cái gì mà nhà nước đã thu hồi đi để đền bù và bồi thường lại. Ngược lại, với những hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất bị thu hồi vượt hạn mức, thì phần diện tích đất vượt hạn mức này có được bồi thường hay không? Vâng, cảm ơn bạn. Về câu hỏi của bạn thì tôi xin tư vấn sau. Thứ nhất, về câu hỏi của bạn về vượt hạn mức, thì chúng ta phải hiểu đây là về vượt hạn mức trong đất nông nghiệp. Vì cái đất ở thì nhà nước có cái quy định cái quyền sử dụng đất là tối đa. Nếu vượt cái mức mà tối đa đó thì sẽ chuyển sang cái loại đất khác, ví dụ đất trồng cây lâu năm, đất vườn. Đấy. Riêng với đất nông nghiệp, do quá trình chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng nó vượt cái số lượng nhiều, nó có nhiều cho nên nó mới phải có cái quy định là vượt hạn mức. Về câu hỏi này thì tôi thấy thế này. Nhà nước cũng có cái quy định rất rõ. Đất nông nghiệp mà trong cái hạn mức đấy theo cái quy định của cái điều 129, 130 của luật đất đai 2013 thì nhà nước sẽ bồi thường và cả cái đất là thừa kế là được bồi thường đấy. Còn cái hai là đất nông nghiệp mà vượt hạn mức theo quy định của điều 129 thì không được bồi thường đấy. Nhưng nhà nước sẽ hỗ trợ cho cái tiền chi phí và đầu tư vào đất. Một trường hợp nữa cũng quy định của luật ấy, của nhà nước ấy, là những cái đất nông nghiệp do chuyển nhượng trước cái thời gian mà luật đất đai 1913 có hiệu lực thì chính quyền địa phương có thể hỗ trợ bồi thường theo quy định của nhà nước. Đối với cái đất nông nghiệp ấy, mà sử dụng trước ngày 1/7/2004 mà cái người mà cái hộ gia đình trực tiếp sản xuất thì mà không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc là quyền sử dụng tài sản gắn liền với đất, nhà ở thì nhà nước sẽ bồi thường những cái phần đất mà trong cái hạn mức của nhà nước quy định. Còn cái phần đất mà đã vượt hạn mức thì không được bồi thường. Thì còn quy định thì đối với lại các cái trường hợp của nhà dân, hộ dân ấy mà khi thu hồi đã không còn đất, ví dụ như trên tôi nói là không còn đất ở thì nhà nước vẫn có thể tạo điều kiện trên căn cứ thực tế của địa phương, căn cứ theo cái điều kiện của địa phương để tạo điều kiện cái ổn định chỗ ở và công bằng. Ngoài ra cái phần đất nông nghiệp mà khi thu hồi mà nó ảnh hưởng đến đời sống của người dân thì chính quyền địa phương có thể căn cứ theo cái tình hình thực tế của địa phương để hỗ trợ
hoặc là tạo điều kiện để cho người dân có cái điều kiện sinh sống và ổn định sản xuất tốt hơn. Trường hợp nhà nước bồi thường giá đất quá thấp so với giá chuyển nhượng trên thị trường thì người dân có được khiếu nại hay không? Thủ tục khiếu nại như thế nào để quyền lợi của người dân được đảm bảo? Vâng, cảm ơn bạn. Tôi xin tư vấn như thế này. Trong cái trường hợp mà người dân cảm thấy là mình cái mức bồi thường của mình chưa thỏa đáng thì như thế nào? Mà thực tế thì chúng ta thấy rằng hiện nay nếu nói về khiếu kiện, khiếu nại, khiếu kiện về đất đai có lẽ là chiếm nhiều nhất trong các cái vụ khiếu kiện. Và trong cái tổng số của vụ khiếu kiện về đất đai thì cái việc mà khiếu kiện về bồi thường đất thì lại chiếm tỷ lệ cao nhất. Vì đây là vấn đề mà nó động chạm đến quyền lợi, động chạm đến quyền lợi sát sườn của người dân. Sở dĩ tại sao lại như thế? Thì các bạn phải thấy này, cái Nghị định 44/2014 của Chính phủ có quy định là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền ra cái quy định cái giá, mức giá đất cao hơn cái khung giá đất. Thế nhưng lại không quá, như trên tôi vừa nói, lại không quá 30% cái khung giá đất của nhà nước quy định. Mà điều 18 của luật đất đai thì lại quy định là nhà nước có quyền quyết định cái khung giá đất. Thế thì hàng năm các cái ủy ban nhân các cấp tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương thì đều có cái thay đổi để có những cái mức giá đất quy định cho nó sát, tương đối sát với lại thực tiễn cái giá thị trường. Nhưng không bao giờ nó thể theo kịp được thị trường. Bởi vì cái khung giá đất của nhà nước nó đã cố định rồi. Đấy. Và dù ủy ban cấp tỉnh có muốn cho cái mức giá đất nó cao hơn nhưng nó cũng trong một cái mức nó đã bị thu cố định rồi. Ví dụ như trên nói là 30% thì chẳng hạn như là cái quy định của nhà nước là cái miếng đất của cái phường A là 10 triệu một mét vuông chẳng hạn. Thì ủy ban nhân cấp tỉnh chỉ quy định cái mức giá đó là dưới 14 triệu mét vuông, tức là nó không thể quá được 30% của cái 10 triệu đấy. Đúng không ạ? Thế thì trong khi đó có thể thực tế cái giá đất nó có thể cao hơn rất nhiều. Mà hiện nay là nhân dân là cũng đang có những cái vấn đề là cũng chưa hài lòng, bởi vì có nhiều trường hợp là cũng chưa được thỏa đáng. Thì tất nhiên tôi nghĩ rằng nhà nước, chính phủ là cũng rất muốn là cố gắng để tiếp cận để làm thế nào để cái giá đất nó sát với lại thị trường, với giá của thị trường để khỏi phải thiệt thòi người dân. Tuy nhiên hiện nay thì nó vẫn đang xảy ra cái trường hợp khập khiễng và chưa công bằng, đấy, có thể nói thế. Thế thì khi xảy ra thế này thì người dân làm sao? Như bạn hỏi thì người dân có quyền, nếu như thấy nó không đúng, như thấy có thể sai, có thể là các cơ quan chính quyền làm nó chưa đúng đấy, có thể là trong quá trình ví dụ như là đền bù chưa thỏa đáng cho tôi, có thể theo đúng như quy định của khu đất nhưng anh cũng đền bù nó cũng chưa chính xác. Ví dụ như hai gia đình ở gần nhau, cùng một mảnh đất như nhau, cùng một gia đình như nhau, nhưng nhà ông A thì lại được đền bù cao hơn, còn nhà tôi, nhà anh B lại đền bù thấp hơn, mặc dù là giống nhau cả về đất cát và tình trạng đất như nhau, thì người ta vẫn có quyền kiện, khởi kiện, có thể khiếu nại tố cáo theo luật khiếu nại tố cáo, hoặc là anh có thể khởi kiện hành chính theo cái tố tụng hành chính. Đấy. Cái này là người dân có quyền. Đấy. Một cái tôi xin là tham mưu cho các bạn là nếu như trong trường hợp người dân, vì chúng ta có thể chưa hiểu hết về cái quy trình, về cái thủ tục khiếu kiện, hay thì có thể nhờ công ty luật sư để người ta tư vấn, hoặc là ủy quyền để người ta giúp người dân làm cái chuyện này cho nó tốt hơn. Trong quá trình thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất, có trường hợp sau khi thực hiện quyết định thu hồi đất ở, số diện tích đất ở còn lại nhỏ hơn hạn mức giao đất ở, và cũng có trường hợp người bị thu hồi đất ở thuộc diện không được bồi thường về đất mà họ không còn nơi ở nào khác. Vậy quyền lợi của những người này ra sao? Vâng, xin cảm ơn bạn. Tôi xin tư vấn thế này. Đối với trường hợp mà người dân khi nhà nước thu hồi đất ở hoặc là công trình gắn liền với đất mà trường hợp người dân không còn nhà ở, đất ở theo quy định của
của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh mà người ta không còn một chỗ nào để ở nữa, không còn nơi nào ở nào khác nữa ngoài cái đất ở và hoặc là cái phần đất mà bị nhà nước thu hồi, thì việc này thì nhà nước sẽ bồi thường bằng đất ở tái định cư theo cái tức là người ta không cái trong cái xã, cái phường, cái thị trấn là không có còn cái chỗ nào để người ta ở nữa, thì chính quyền có thể là bồi thường cái đất ở hoặc tái định cư cho người ta. Còn trường hợp thứ hai là các cái gia đình có đất ở hoặc các cái công trình gắn liền với đất ấy, mà khi nhà nước thu hồi người ta cũng không còn, tức là thu hồi hết ấy, thu hồi không còn một cái phần đất nào nữa, không còn cái nhà ở của người ta nữa, nhưng người ta vẫn có trong cái địa bàn của phường, xã, thị trấn, người ta vẫn còn có thể còn có chỗ ở khác ngoài cái phần mà đã thu hồi hết, thì nhà nước có thể đền bù bằng bồi thường bằng tiền hoặc là đất ở theo tùy theo cái khả năng điều kiện của chính quyền địa phương tùy theo. Thế còn có trường hợp là những cái hộ gia đình người ta có đông người ở nhá, có thể là vợ chồng con cái rất nhiều và khi thu hồi rồi nhưng người ta muốn tách, ví dụ như vợ chồng hoặc con cái người ta muốn tách hộ, nhưng mà nếu như theo đủ điều kiện theo luật cư trú và theo cái quy định của pháp luật thì Ủy ban Nhân dân các cấp có thể trên cơ sở cái quỹ đất và căn cứ theo điều luật thì có thể hỗ trợ để tái định cư cho những cái hộ gia đình tách này. Cảm ơn những tư vấn vừa rồi của luật sư và hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích dành cho các bạn. Ngoài ra nếu bạn còn bất cứ vướng mắc nào thì có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho chúng tôi trên website luatvietnam.vn hoặc bình luận ngay dưới video này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Luật Việt Nam. Để tra cứu toàn bộ hệ thống văn bản và thông tin pháp luật hiện hành, vui lòng truy cập website luatvietnam.vn. Xin chào và hẹn gặp lại!